Xin chào, tôi Un đố các bạn biết đây là con gì. Bây giờ tôi Un đã có một đội ngũ hỗ trợ tôi Un ở rừng để đối phó trực tiếp với những người săn trộm bắt thú bán cho Trung Quốc. Đội ngũ này là dân cư sống ven rừng, nên người săn trộm thú sẽ tin tưởng bán thú cho tôi Un hơn là bán cho Trung Quốc. Người dân mua giùm thì không biết con này là con gì. Còn người săn trộm nói đây là siêu thú quý hiếm Việt Nam. Đó giờ họ mới thấy lần đầu. Nhưng Ti Un biết nó chỉ là con trồn thôi. Là do cái chiêu thức PA để làm cho nó có giá trị, bán mắc tiền hơn đó mà. Mà chắc là giống trồn quý trong sổ đỏ Việt Nam nên Ti Un quyết định mua lại để thả chúng vào rừng. Theo Ti Un nghiên cứu thấy thì người ta nói rằng ở Việt Nam gọi nó là trồn cọc hay là trồn vằn gì đó. Nhưng tôi biết chắc nó là con trộm. Giờ bạn đang xem là cảnh người dân ven rừng đã mua chúng lại giúp Tiun và chờ chuyển tiền để đem vô rừng. Thả giùm Tiun nữa là xong. Các bạn thấy không? Đây là việc làm của Tiun nhiều năm nay. Cứu động vật xong, thả vô rừng. Hằng ngày có nhiều động vật bị bắt hại, còn Tiun không có thời gian đi rừng để thả nó. Lo kiếm tiền để giải cứu cho chúng đã cực khổ lắm rồi. Đây là cảnh người ta cho nó ăn cá sống. Các bạn nghĩ sao khi thấy cảnh này? Từ khi biên giới Việt Nam Trung Quốc tự do qua lại dễ dàng hơn nữa, tình trạng thú quý hiếm bị bắt nhiều hơn trước. Không ai quan tâm. Tôi Un là một người dân thường mà tôi Un phải làm việc còn hơn kiểm lâm nữa. Nên tôi Un phải làm clip cho các bạn xem việc của tôi Un làm vì động vật Việt Nam. Hồi trước Tiêu Un hay lo mua thú hoang dã sẽ bị nhà nước kiếm chuyện gán ghép vào tội buôn lậu thú này kia. Tiêu Un chỉ muốn làm âm thầm thôi. Tiêu Un cũng sợ làm phô trương cho mọi người xem thì bị khen chê đủ kiểu. Nói là khoe khoang khoác lác này nọ. Nhưng bây giờ tình trạng thú Việt Nam khẩn cấp quá rồi. Tiêu Un không còn lo sợ cho bản thân nữa. Tiêu Un chỉ muốn các bạn thấy đó mà làm gương, ủng hộ Tiêu Un giải cứu động vật. Rồi từ khi làm clip cho các bạn xem thật sự Tây Un bị mất thời gian nhiều hơn trước. Giống như việc đi thả mấy con vật này đây, Tây Un cũng không đi được, giao luôn cho người khác làm giùm. Ai liên hệ Tây Un cứu động vật thì Tây Un giao luôn cho người đó làm luôn, một lèo luôn. Còn họ làm sao thật sự Tây Un cũng không biết, chỉ luôn tin tưởng rằng sẽ nhiều người tốt giúp đỡ Tây Un giải cứu động vật nhiều hơn nữa. Giờ là người dân giúp Tây Un đi thả nó vào rừng nè. Người này đạo Phật nên Tây Un cũng hy vọng họ có thể đọc một bài kinh phóng sanh cho chúng trước khi thả về rừng, như vậy sẽ hay hơn. Vậy là mấy bé chồn sắp được thả vô rừng rồi nha, sướng mừng rung người luôn kìa. Tự nhiên đang sống an vui ngoài thiên nhiên lại bị người ta bắt nhốt. Nếu bạn bị như vậy giống nó, bạn sẽ cảm giác thế nào nhỉ? Rồi không ai cứu bạn thì sẽ ra sao? Đó là lý do Ti Un muốn các bạn hãy ủng hộ Ti Un đó. Hôm nay còn thú vật, người ta buôn thú vật. Ngày sau hết thú vật, người ta buôn tới con người. Nên những ai mà cứ hãm hại động vật là đời con cháu của mình. Thế nào cũng bị người khác bắt bán y như động vật luôn. Thử nghĩ xem đúng không? Ti Un muốn các bạn hãy yêu thương bảo vệ loài vật. Yêu thương chúng không phải giam giữ, bắt nhốt chúng, làm vật sở hữu riêng cho mình, mà tạo ra môi trường sống tốt đẹp cho chúng, phát triển song song cùng với chúng ta. Vạn vật sinh sôi phát triển tốt thì chắc chắn thế giới sẽ hòa bình. Con người sẽ trường thọ nếu không giết hại loài vật. Sẽ không còn thiên tai do những oán hận của muôn loài tạo ra. Đặc biệt càng ủng hộ việc Ti Un làm, chỉ đơn giản là xem clip thôi là các bạn đã giúp Ti Un tạo ra nguồn quỹ bảo vệ loài vật hoang dã ở Việt Nam rồi đó. Cứ đăng ký xem và chia sẻ. Số tiền Ti Un kiếm được từ quảng cáo YouTube nhờ các bạn, Ti Un sẽ giúp các bạn phóng sanh giải cứu động vật, từ thiện giúp các bạn luôn. Ti Un không giống như những bạn lên mạng làm clip nóng, lung tung, yêu đương nhăng nhít để kiếm những đồng tiền nhơ nhuốc từ những việc xấu mình làm. Nếu những bạn nổi tiếng từ những việc làm xấu xa đó, Ti Un hy vọng các bạn sẽ thay đổi nếu có duyên xem được cái video này của Ti Un.
Vì chắc rằng không có ai định hướng cho các bạn làm những cái việc này, nên các bạn cứ nghĩ rằng mình cứ làm mấy cái trò xấu trên mạng rồi mình sẽ được nổi tiếng lên báo này kia, nhưng mà không phải đâu. Người ta khinh thường bạn, tiền bạn kiếm được người ta. Thật, không nên nói xấu người khác, Piun không thích. Hãy dùng sự nổi tiếng của bạn để tạo ra những điều tốt đẹp cho cuộc sống đi. Chứ đừng làm ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người, đến những bạn trẻ. Vì chính những việc bạn làm ảnh hưởng đến những em nhỏ nên Piun mới nói đó. Vì các bạn càng tạo ra cái xấu thì con em các bạn sẽ là người hứng chịu trước tiên. Thật sự xem đến cảnh này, Piun cảm thấy rất biết ơn hai bạn trẻ đã giúp Piun thả hai chú chồn này về thiên nhiên. Piun nghĩ nó là siêu thú quý hiếm Việt Nam cũng đúng, bởi vì nó là hai con vật quý hiếm được người ta cứu mà thả vô trong rừng, chứ đâu phải con nào cũng được cứu mà thả vô rừng vậy đâu. Đúng là quý hiếm hơn thiệt đó con. Mặc dù không có mặt ở trong rừng để chứng kiến cảnh này, nhưng trong lòng Piun cảm thấy rất vui sướng, nghẹn ngào luôn. Cảm ơn mấy em nha. Cảm ơn mấy bạn đã giúp Piun thả hai chú nhóc này. Rồi mốt có con gì quý hiếm nữa bắt nữa, nhớ giúp Piun cứu nó giùm nhé. Piun cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và xem video này. Ok, bye bye, hẹn gặp lại.